Làm sạch gan, đốt mỡ bụng, thuốc nào bằng công thức này? Trong các bước giảm cân, làm sạch gan là một trong những công đoạn cực kỳ quan trọng để giảm phần mỡ dư thừa. Không may là gan chúng ta suy giảm, cơ thể sẽ không thể làm sạch và đào thải chất độc. Chính vì vậy, cơ thể không hấp thu được các chất dinh dưỡng cần thiết. Đó là lý do vì sao nhiều chị em mặc dù đã thực hiện nhiều phương pháp phòng, tránh, giảm cân tại nhà nhưng vẫn dậm chân tại chỗ và không hề suy giảm. Các bước sau đây là thời điểm để cơ thể thanh lọc gan, giải phóng, đào thải độc tố ra ngoài. Điều cần thiết nhất là chúng ta cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây: 2 trái bưởi loại vừa, 3 quả táo, 1 quả cam, 3cm mảnh gừng. Cách thực hiện: sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, rửa sạch trên vòi nước, gọt vỏ sạch sẽ, để khô nước, sau đó cho toàn bộ vào máy ép hoặc máy xay. Về cách uống, lượng nước ép thu được làm sao cho vừa đủ 2 lần uống trong một ngày. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà bạn thích, nhưng lưu ý không uống cùng một lúc cả 2 ly. Để có hiệu quả cao, bạn nên uống nước này lúc đói bụng. Cách tốt nhất, bạn nên uống vào sáng sớm và chiều tối trước khi đi ngủ. Khi uống, nếu còn dư, bạn nên cho vào trong tủ lạnh dưới ngăn mát để sử dụng cho lần uống tiếp theo. Áp dụng thường xuyên, bạn không chỉ làm sạch độc tố gan mà còn đem lại tác dụng giảm cân hiệu quả. Vậy tại sao cách làm này lại hiệu quả? Hàm lượng vitamin C, pectin, lycopene, limonoid, chất chống oxy hóa đã được chứng minh ức chế sự phát triển của khối u trong bưởi, giúp giải độc tố trong men gan theo cấp số nhân. Trong quá trình giải độc men gan gồm hai giai đoạn chính là tống khứ độc tố và các chất gây ung thư ra ngoài. Các chất trong bưởi giúp ta tăng cường khả năng giải độc tố ở gan trong cả hai giai đoạn. Táo và cam có chứa rất nhiều hàm lượng và thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để làm sạch và giải phóng các chất độc tố ra ngoài bằng con đường tiêu hóa của cơ thể. Hai loại trái cây trên chứa dồi dào các chất chống oxy hóa, dinh dưỡng tốt cho cơ thể, làm cải thiện trao đổi chất và tăng tốc độ đốt mỡ vùng bụng. Gừng giúp cho quá trình loại bỏ các chất độc tố, đồng thời làm thúc đẩy sự trao đổi chất diễn ra một cách tự nhiên, hiệu quả. Sử dụng gừng sẽ làm nên điều kỳ diệu cho gan của chúng ta. Đây là loại gia vị làm kiềm chế cảm giác thèm ăn và đốt cháy chất béo rất nhanh chóng. Vì vậy, sự kết hợp các loại thực phẩm trên một cách khoa học lành mạnh sẽ mang lại cho bạn một công thức nước uống đặc biệt, vừa giảm cân, vừa thanh lọc gan. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.